Rồi, xin chào các anh em, rất là vui được quay lại video ngày hôm nay. Thì trong video này thì mình sẽ nói một cái ứng dụng liên quan cũng là truyền thông luôn. Nhưng mà trước khi nói về truyền thông thì mình sẽ nói về cái ứng dụng của thiết bị này. Thì các anh em đã từng nghe một cái con cảm biến đo được cái lưu lượng bằng cái công nghệ siêu âm. Nhưng mà nó có thể là đo được trên thị trường hiện nay là nó cao nhất là nó tới 300 mm. Ý mình là cái DN 300. Thì cái đường kính khi mà 300 nó cũng tương đối lớn rồi. Nhưng mà cái việc mà khi mà anh em chúng ta có một số cái ứng dụng và một số yêu cầu ở tại các nhà máy, đặc biệt là nhà máy thủy điện đi, thì cái đường kính nó lên tới 2m8 rồi 3m6 rồi vân vân, rất là nhiều. Thì cái cách nào có thể là giải quyết được vấn đề này hay không? Và cái đường kính, khi mà cái đường kính ống nó lớn như vậy thì mình chẳng lẽ là ở công nghệ, một số công nghệ khác thì người ta phải can thiệp vào đường ống, người ta can thiệp cơ khí làm mặt bít rồi lắp vào đó. Thì cái việc mà can thiệp vào đường ống lớn như vậy có nên hay không? Thì mình xin trả lời là không nên. Tại vì sao? Thì thường những cái đường ống đó người ta đã thiết kế một cái tiêu chuẩn cố định rồi. Nếu mà mình thay đổi, và đặc biệt là phải ngăn, gọi là phải chặn nước ở thượng nguồn, nghĩa là chặn nước về nó không cho chảy về. Mà các bạn biết được á, là cái tốc độ và cái lưu lượng nước ở trong những cái đường ống từ 500m, gọi là từ 500 em á, 500 mm á, đường kính DN 500 đi trở lên, nó rất là lớn, mà mình đâu thể nào là mình can thiệp liền được. Mình phải có những cái biện pháp, rồi nó giải trình rất là nhiều thứ. Thì cái phương pháp đó không được nhiều anh em chọn lựa, và thay bằng cái giải pháp đó là sử dụng công nghệ siêu âm. Thì trong cái cảm biến, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thì mình sẽ chia sẻ một cái thiết bị liên quan tới cảm biến siêu âm, đặc biệt đo lưu lượng nước. Thì chúng ta khi mà siêu âm á, chúng ta không cần cưa ống hay là can thiệp mặt bích gì hết, mà cái việc chúng ta cần làm là có thể là nhà máy nước nó vẫn chạy ở trong đường ống, nhưng mà chúng ta lắp cái thiết bị á, cái con cảm biến ở ngoài, và chúng ta chỉ việc mà dựa vào cái công nghệ siêu âm và chúng ta đo được cái lưu lượng chạy của nó. Rồi, thì trên bàn ở đây á, mình nãy giờ mình giới thiệu thôi, thì trên bàn ở đây thì nó sẽ có những cái thiết bị như thế này. Thì đây là cái bộ transmitter, nó đọc cái tín hiệu từ con cảm biến về. Con cảm biến nằm trên bàn là con nào? Thì thứ nhất anh em thấy được là hai con này với con này. Rồi, thì đối với cái loại này á, kẹp trên đường ống thì anh em biết được rằng nó sẽ có, cái này là gọi là một bát, hai bát và bốn bát. Cứ một bát vậy là hai con này. Thì đối với những cái ứng dụng mà nó cơ bản và cái đường ống nó không quá phức tạp, thì mình chỉ sử dụng một bát tương đương với hai con cảm biến. Mình sẽ, nó sẽ có ba cái cách hai con này nó nhìn thấy nhau như thế nào. Thường á, theo cái cách chữ V kép, chữ V hoặc là chữ Z, tùy thuộc vào cái đường ống và tùy thuộc vào cái gọi là cái khảo sát và cái phương pháp nào phù hợp. Nhưng mà V kép với lại V là phương pháp phổ biến. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói sâu hơn về cái con này như sau. Thì trước mắt đó mình sẽ nói qua cái V kép trước đã nha. Rồi, ok, thì mình vẽ, mình mô phỏng cho các anh em thấy thôi. Rồi, đầu tiên hai con này nó lắp trên đường ống thì sẽ có cách lắp như sau. Thì mình vẽ giấy như thế này. Rồi, đây là cái đường ống mình mô phỏng nha. Rồi, thì bây giờ tiếp theo nữa là nó sẽ có một cái con cảm biến. Thì con cảm biến giờ mình sẽ kiểu V kép trước, chữ V nè, V kép nha, chữ Q á. Thì bây giờ mình sẽ như vậy, đó, vậy, đó, anh em có thể thấy. Thì giờ mình sẽ vẽ mô phỏng ra cho anh em hình dung rõ hơn. Rồi, từ đây tới đây, ok chưa? Rồi, cái con cảm biến này nè, đó, mình sẽ lắp ngay chỗ khu vực này, đó, khu vực này. Rồi, tại sao nó gọi là V kép? Thì anh em nhìn nha, thì nó sẽ chiếu chạy, rồi phản hồi lên đây. Rồi nó sẽ phản hồi xuống đây, rồi lên đây lại. Nó ra chữ Q, anh em thấy chữ Q không? Nó là sensor 1 nè, sensor 2 nè, tương ứng với con này, hai con này nha. Đó, đây là chữ Q. Rồi tiếp theo nữa, công nghệ chữ V cũng là đường ống luôn. Thì khi chữ V á, là cái khoảng cách hai điểm này nó thu hẹp lại. Mình tạm thời vẽ ngắn lại đi. Đó, anh em thấy ngắn không? Hai khoảng cách đây nè. Chữ V thì nó ngắn hơn, gọn hơn. Rồi, sensor 1, S1, S2. Rồi, chữ V, sao gọi là chữ V? Thì anh em nhìn đây nha, chữ V là nó bắn gì dựa vào thành ống đây. Đó, có nghĩa là sao?
nó dựa vào cái yếu tố là cái sóng siêu âm nó truyền qua cái môi trường này nó phản xạ lại nè. Thì khi mà trong đây nó có một cái lưu chất nó di chuyển qua đây thì nó sẽ thay đổi cái tốc độ phản xạ của nó, thì nó sẽ tạo ra một cái cái truyền, cái tốc độ truyền nó nhanh hay chậm phụ thuộc vào cái dòng này đó và cái phản xạ này nha. Rồi ok, thì đó là cái công nghệ va. Một cái nữa là cái chữ Z mình nói luôn, thì cái này á là chữ V thì anh em thấy nó lắp trên cùng một đường đúng không, chữ Z là như thế này, cũng là một cái đường ống, chữ này chữ V nha. Rồi đó là chữ Z nè, thì anh em thấy trên này, trên này chữ Z là như thế này đây đó, này gọi là chữ Z nè, nha nè, Z nè ha, hình dung vậy nha, S1 S2. Rồi cái này là kiểu chữ Z. Rồi thì tùy thuộc vào cái vị trí lắp thì và cái độ phức tạp của đường ống thì mình sẽ chọn cái giải pháp phù hợp, chứ không phải nhất thiết cái nào nó cũng là chữ Z hoặc là cái nào nó cũng là chữ V đâu. Ok, thì cái này mình sẽ trình bày ở một cái bài khác nó chi tiết hơn, thì để cho anh em hiểu được cái đó thì mình cũng phải cần cái thời gian một chút. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua cái chi tiết cái này hơn. Rồi đây là cái con cảm biến siêu âm đúng không? Thì muốn đọc được cảm biến siêu âm mình cần một bộ transmitter. Cái bộ trên bàn mình đây là UFL30 của hãng Tokyo Keki. Thì cái này của Nhật, công nghệ Nhật thì anh em biết được rằng là nó rất là bền bỉ rồi, và nó sẽ chịu được môi trường tương đối là khắc nghiệt. Rồi trước khi đó thì mình có một số phụ kiện như sau. Thứ nhất là để lắp đặt trên đường ống thì anh em sẽ cần một cái bát này để khách lắp con cảm biến lên. Thì anh em cứ thấy như chỗ này mình mô phỏng sẵn cho anh em coi nha. Rồi ngay chỗ đây anh em lắp vô đây nè. Nhớ anh em thấy cái mũi tên chỗ này đâu, thì cái này là cái chiều của dòng chảy ở trong cái ống ha, lắp đúng của nó. Ví dụ chiều chảy từ bên đối với mặt anh em nhìn trên màn hình đúng không, từ bên trái qua bên phải thì mình sẽ lắp theo hướng này đúng không. Rồi bây giờ cái bát này lắp đặt trên đường ống nè, đây là cái đường ống nè ha. Thì cái này lắp trên đường ống thì bắt đầu mình đặt cái con này vô đây. Rồi sau khi đặt con này vô xong rồi đó, cái này là phụ kiện thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng cái bát này nè, mình vặn lên. Tùy thuộc vào cái mặt ở trong này nó dày hay là nó cộm ra bao nhiêu thì anh em có cái con ốc chỗ này mình căn chỉnh cho nó phù hợp, chứ nó không có khó nghe. Rồi đó, cái này là gắn trên đường ống. Rồi tiếp theo nữa thì trên này mình có một cái sợi dây thép mình buộc lại, kéo cái sợi dây thép này mình muốn mua ở đâu cũng được. Thì khi cái sợi dây thép đó mình kéo qua cái đầu đối diện bên kia đó, cái này cảm biến nha, đối diện bên kia nó có một thiết bị này nó khóa lại. Anh tưởng tượng nha, đường bên kia, mặt bên này là cảm biến, mặt bên kia thì bắt đầu á mình sẽ mắc vào hai cái lõm này, hai lõm này, và mình siết nó lại từ từ, siết nó lại, siết có nghĩa là kéo, kéo cho nó căng ra đó. Thì khi mà nó kéo căng ra được rồi đó thì nó sẽ cố định cái con cảm biến này lại. Và cái việc lắp đặt con cảm biến này đúng vị trí sao nó cũng là một nghệ thuật. Thì cái này nó một những anh em nào mà biết gọi là lắp con những con nhỏ rồi thì qua những con lớn này nó không có khó đâu. Thì cái này mình chỉ giới thiệu qua để cho các anh em hình dung được cái công nghệ của mình, đo tới 6 ống 6 mét lận chứ không phải là ống 300mm bình thường đâu, đó là bình thường rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nói sâu hơn về cái bộ này. Thì thường anh em biết được rằng cái bộ này á, nó đọc trên đây là mét trên giây, cái tốc độ này tối đa của nó là được 30m/s, và cái độ chính xác của nó là cộng trừ 1% nha, ngay cả đo tại cái móc là ống 6m, đường kính 6m lớn nhất 6m, thì giờ 3m thì nó không còn là vấn đề nữa. Rồi về cái truyền thông của nó thì trong này ở hãng người ta đã viết sẵn là cái tốc độ trung bình, rồi cái lưu lượng trung bình, rồi nó có thể nhận được bao nhiêu cái con cảm biến này. Tối đa của nó là nhận được 4 cặp này đối với những đường ống cực kỳ phức tạp và cực kỳ hẹp. Rồi thì đối với những đường ống cơ bản trước đi thì mình chỉ sử dụng 2 con này là đủ rồi. Rồi cái truyền thông của nó, cái nguồn cấp của nó là 220V, và thứ hai của nó nữa là cái mức độ truyền thông của nó như thế nào. Nó sử dụng modbus RS232. Thì đối với cái modbus này anh em có thể là lấy bất kỳ cái tín hiệu đó, chúng ta có thể là truyền đi lên ví dụ như lưu lượng trung bình nó lấy được lại trong ngày hôm nay là như thế nào, thì lưu lượng trung bình đó nó sẽ gửi qua một cái thanh ghi, thì thanh ghi đó anh em hiển thị lên địa chỉ SCADA, hoặc là gửi qua một cái lập trình riêng, hoặc là thậm chí anh em có thể lấy địa chỉ đó gửi trực tiếp lên Sở Tài nguyên Môi trường vài câu lệnh thôi, bắt đầu nó sẽ gửi ra, nó mã hóa ra thì nó không khó đúng không. Thì bây giờ mình mở ra cho anh em coi đó, mặt trong của nó là dày đây. Thì bên mình thì thiết bị thật vật thực chứ không phải là giống như là
là mình chỉ là nói bằng hình ảnh không đâu. Đối với cái những anh em mà cần cái giải pháp này thì tương ứng với chủ đầu tư hoặc là phải bỏ ra số tiền nó không có nhỏ, cho nên là mình cũng muốn nói rõ hơn cái ứng dụng này. Ok, thì đây là một cái mặt cài đặt ở trên này. Ngoài ra nó sẽ hỗ trợ thêm hai cái cổng này. Cổng một á, thường là chúng ta cài đặt bằng PC. Không, thường cổng một là lấy motherboard này, còn cổng hai là cài đặt bằng PC. Trong PC chúng ta sẽ có một cái phần mềm của hãng. Thì phần mềm này anh em vô anh em có thể là cấu hình cài đặt của nó. Ví dụ như mình quay lại những cái đường ống nào nó sẽ hoạt động được nè, ống thép nè, ống sắt nè, ống nhựa nè, mọi loại vật liệu. Rồi cái lưu chất ở trong là cái gì? Nước, hóa chất, nước thải, miễn sao là nó có một cái gọi lưu chất trong đó. Và cái độ trong của nó người ta tính theo cái độ đục á, thì 1000 mg. Nếu mà mình để mình coi thử đúng của nó là thông số của nó như thế nào, gọi là 1000 mg trên miligam trên lít đó, hoặc là nhỏ hơn nha. Mình nhắc lại nha, độ đục cái này đo được là 1000, nó không có độ đục, nhưng mà cái chấp nhận trong cái phạm vi tiêu chuẩn của nó làm việc á là dưới 1000 mg trên 1 lít đó, cho anh em hiểu rõ nha. Ok, rồi tiếp theo nữa nó sẽ hỗ trợ cho anh em là hai cổng analog 4 đến 20 mA, được không? Thì cổng này nó chỉ đo vận tốc hiện tại của con này thôi, và cái này khi nào anh em cần lắm muốn hiển thị tại chỗ thì chúng ta xài, còn bình thường sử dụng modbus RS232 hoặc là đọc bằng phần mềm trực tiếp cho nó gọn. Rồi tiếp theo nữa là cái này á, nó có thể là mình nói lại là tối đa 4 cái cặp sensor này lắp vào. Tất nhiên nó phải có thêm một hộp nhỏ nữa, thì cái đó tùy thuộc vào cái yêu cầu, mình coi thử là cái độ phức tạp thì bắt đầu mình mới tư vấn thêm. Rồi thì cái truyền thông trong trường hợp này á, mình nhấn mạnh như sau. Thứ nhất, nếu mà thiết bị này đặt ở ngoài đường ống ở bên ngoài á, hoặc là ở dưới lòng đất hơi xa, thì khoảng cách kéo lên phòng điều khiển khoảng 300 mét đi, hoặc là 500 mét, anh em không thể nào kéo bằng dây cáp mạng LAN được, đúng không? Cái giải pháp mà gọi là không cần, nếu mà không cần can thiệp vào giao truyền thông á, mở rộng truyền thông á, thì anh em có thể là sắm cái dây này nè, đặt cái dây từ bên hãng này dài luôn, tối đa của nó là 300 mét từ cái con cảm biến cho tới cái thiết bị này. Nhưng mà cái vấn đề là gặp lại phải là gì? Cái dây này rất là đắt đỏ. Nhiều khi 1 mét dây này á, anh em có thể mua được 100 mét dây khác rồi. Thì đó, để cho mình thấy được tùy thuộc vào nhu cầu. Nhưng mà đối với mình thì đối với cái dây này từ cảm biến tới bộ này thì mình cho khoảng khoảng 30 mét cho tới 50 mét trở lại thôi, không cần nhiều quá đâu. Rồi từ đó mình xây một cái trạm hoặc là xây một cái bộ chứa của cái thiết bị này, rồi cho che nắng che mưa, tại vì IP này là 65 rồi, thì cái dây này cũng là IP, nó chống nước chống nhiệt luôn, thì mình gần thôi. Và tiếp theo nữa thì tại cái tủ đó mình sẽ trang bị một cái thiết bị chuyển đổi RS232 sang quang, rồi kéo về phòng điều khiển của mình, rồi từ đó mình có thể là truyền bằng SIM 3G, bằng internet hoặc là vân vân, truyền bất cứ đâu mà anh em muốn. Thì cái giải pháp đó nó sẽ tiết kiệm chi phí đường dây hơn cho anh em, và nó sẽ mở rộng một cách hiệu quả hơn, tin cậy hơn, tiết kiệm chi phí. Rồi thì nói chung là nó cũng không quá là phức tạp đối với thiết bị này, nhưng mà ngược lại nếu mà anh em cần mà cái giải pháp liên quan tới đập thủy điện hoặc là những cái đường ống đo từ 300 mm cho tới 6 m thì anh em hãy liên hệ mình. Và đặc biệt thì thiết bị này mình sẽ có một cái đơn vị hiệu chuẩn riêng để chúng ta kiểm tra khi mà lắp đặt và bàn giao. Rồi xin gặp lại, xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video này, thì cũng rất mong gặp lại các anh em trong những video khác, rồi mình nói về cái giải pháp kèm theo một những cái ứng dụng mà mình đang triển khai. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi mà mình kết thúc video này thì anh em có thể thấy là trong cái màn hình đây, hiện tại nó chưa đo nhưng mà cái màn hình nó là như vậy đây. Nó nếu mà hiển thị tại chỗ thì cái chữ VL là velocity á, có nghĩa là tốc độ 000 m/s. Đó, nó có nhiều đơn vị khác nữa thì anh em có thể, nhưng mà mét trên dây là đơn vị gọi là điển hình nhất. Rồi, đó chỉ vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.